Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 4. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài phân số bằng nhau. Bài số 1, điền số tích hợp vào ổ trống. 5/7 là một cái phân số có tử và có mẫu. Thì ta lấy 5/7, ta nhân cái tử ta nhân cho 3. Cái tử nhân cho 3 thì cái mẫu chúng ta bắt buộc cũng phải nhân cho 3. Cái tử nhân bao nhiêu, cái mẫu nhân bấy nhiêu, được không? Và cái tử chẳng hạn như chúng ta sẽ nhân cho 4 thì dưới chúng ta còn nhân 4. Cái tử ta nhân cho 6 thì cái mẫu chúng ta còn nhân cho 6. Quay lại bài của mình thì đây là 5/3 thì dưới chúng ta bắt buộc cũng phải là nhân cho 3. 5/3 là bằng 15. 7/3 là 21. Như vậy chúng ta sẽ có là 5/7 bằng là 15 bằng 21. Đó là hai phân số bằng nhau. À, đây là cái dạng nhân, còn qua đây thì chúng ta sẽ gọi là cái dạng là dạng chia. Đây là 30/100. Đây người ta 30 người ta chia cho bao nhiêu, chỗ này là bằng 3 đây. Như vậy chúng ta sẽ chia cho 10. À, ở trên chia 10 thì ở dưới chúng ta cũng chia cho 10. À, nhớ là ở trên chia bao nhiêu ở dưới chia bấy nhiêu nha. Như vậy là ở trên chúng ta sẽ chia cho 10 còn 3, dưới ta chia cho 10 là còn lại 10. Như vậy phân số là 3/100 bằng là 3/10. Đó là hai phân số bằng nhau. Từ lớn mà chúng ta chuyển về nhỏ như thế này được gọi là rút gọn. Đó gọi là rút gọn phân số. Rồi bài này, bài này thì chúng ta sẽ dựa vào đây 81 mà về chính. Về chính có nghĩa là chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu? Ta chia cho 9. Cái này chúng ta sẽ chia cho 9 nè. Ta chia cho 9. Chia cho 9 thì ở trên chúng ta cũng chia cho 9. Như vậy là ở trên chia 9 là 9 nhân cho 9, 7 số 3. Bây giờ được là 7. Đây được gọi là rút gọn. Được. Phân số là 63/81. Nó rút gọn ra còn lại là 7/9. Hai phân số này bằng nhau. Bài này chúng ta thấy là từ 17 mà lên 153. Như vậy chúng ta nhân bao nhiêu? Nhân bao nhiêu là bằng cách là chúng ta lấy là 153 ta chia 17, chúng ta xem là nhân là bao nhiêu. Như vậy cái này chúng ta sẽ nhân cho 9 nè. Nhân cho 9. Ta lấy 153 ta chia cho 17 là bằng 9. Như vậy thì quay ngược lại thì ta lấy 17 ta nhân cho 9 là bằng 153. Như vậy ở dưới ta nhân 9 thì trên chúng ta cũng nhân cho 9. 9 nhân 2 là 18. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2, tìm x. X trên 15 bằng 3/5. Thì như vậy thì cái này chúng ta sẽ nhân cho cái mẫu nó giống nhau. Cái mẫu giống nhau thì cái tử nó phải giống nhau, được không? Cũng giống như trên này nè. Chúng ta làm gọi là quy đồng. Chúng ta nhân cái tử cái mẫu nhân cho bao nhiêu thì cái tử cũng nhân bấy nhiêu. Bây giờ cái mẫu này là 15 thì cái mẫu này thì 5 thì chúng ta sẽ nhân cho 3. X phần 15 bằng cái này thầy sẽ nhân cho 3, nhân cho 3 để ta cho có 15. Nhân 3 ở dưới thì ở trên cũng nhân 3. Rồi. 9. Ở dưới là bằng 15. Như vậy là hai mẫu giống nhau thì bắt buộc cái tử nó phải giống nhau. X bằng 9. Rồi. Hai cái mẫu giống nhau nè thì cái tử nó cũng phải là giống nhau, cái tử nó cũng là bằng 9 luôn. Bài bên này thì chúng ta đây là mẫu 7, mẫu 14. Thì chúng ta lấy cái này chúng ta sẽ chia cho 2. Rồi. Ở trên chia 2 được, ở dưới chia 2 được. Như là x trên 7 bằng 10/14. Cái này chúng ta sẽ chia cho 2. Chia cho 2 để cái mẫu đó là bằng 7, được không? X trên 7 bằng cái này chia 10 thì chia cho 2 bằng 5. Còn này là bằng 14 chia 2 bằng 7. Rồi như vậy là mẫu bằng nhau thì bắt buộc cái tử nó phải bằng nhau.
y x là bằng là 5. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Cho bốn số tự nhiên 1, 2, 3 và 6. Hãy lập tất cả các phân số bé hơn 1 từ các số đã cho. Câu B, hãy lập tất cả các phân số lớn hơn 1 từ các số đã cho. Câu C, tìm các phân số bằng nhau trong tất cả các phân số vừa lập được ở hai phần A và B. À, như vậy là cái phân số mà người ta yêu cầu là bé hơn 1 thì chắc chúng ta sẽ lấy là cái tử nó phải nhỏ hơn cái mẫu. Rồi chúng ta sẽ có là câu A 1/2. Rồi 1/3. Một phần sáu. Rồi 2/3. Rồi 2/6. Rồi tiếp theo là 3/6. Rồi câu B, hãy lập các phân số lớn hơn 1 từ số đã cho. Giờ chúng ta sẽ có là câu 6/1, 6/2, rồi 6/3, rồi tiếp theo 3/1, 3/2, rồi tiếp theo là 2/1. Câu C, câu C người ta yêu cầu là tìm các phân số bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ có là 1/2. Chúng ta nhân thử cho 2 thử ha. Ta nhân cho 2 là ở trên là 2, ở dưới là 4. Như vậy trong này không có 2/4. Chúng ta nhân thử cho 3, ở trên 3 ở dưới thành 6. Đây 3, 6. Như vậy chúng ta sẽ có là cái phân số là 1/2 này bằng 3/6. Rồi cái này chúng ta thử xem, chúng ta nhân cho 2 thử. Như là 2 ở trên là 2, ở dưới là 2 x 3 là 6. Đây, có đây. Như vậy là 1/3 bằng 2/6. Rồi qua dưới này. Đây là 6/1. 6/1, 6 tới chia 1 là bằng là 6. Như vậy trong này không có cái nào 6 hết. 6 ta chia 2 là bằng 3. Đây, cái này đây. 6 chia 2 bằng 3 đúng không? 3 chia 1 bằng 3. Như vậy là 6/2 này bằng 3/1. Rồi cái này thì sao? 6/3. 6/3 chúng ta rút gọn ra. 6 ta chia 3 bằng 2. Cái này không được. Đây 6 chia 3 là bằng 2 nè. Cái này nè. 6 chia 3 là bằng 2. Cái này là 2 chia 1 bằng 2. Này là bằng... À xin lỗi. 6/3 bằng 2/1. Rồi như vậy chúng ta sẽ chỉ có là 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp bằng nhau. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra là dưới bất kỳ clip nào của thầy này cũng có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đọc sách. Các em vào đó em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.